Chương 13. Sau khi lấy chồng, Tiểu Sung rất ít về nhà chúng tôi. Còn nhà tôi thì sao? Ngày 1 tháng 5 sẽ là ngày đám cưới cho chị Thi Tịnh. Công việc của anh Vũ Nông ở tòa án cũng càng ngày càng bận rộn. Anh phải chuẩn bị cho cuộc thi vào luật sư đoàn. Anh Lý Kim thì đã chính thức phụ trách biên tập cho đài truyền hình. Anh Thiên Nghiêu lên chức giám đốc và công việc bề bộn hơn trước. Mẹ và nội gần như suốt ngày cùng chị Thi Tịnh mua vải may quần áo, sắm sửa gia dụng trong nhà cho chị. Tôi cũng bận tất bật, nào là luận án tốt nghiệp rồi thực tập kế toán tại ngân hàng. Có lẽ vì sự bận rộn của cả nhà nên tình cảm giữa chúng tôi và Tiểu Sông cũng hơi hời hợt đi. Có một đôi lần nội với mẹ ghé qua Tiểu Sông, lúc trở về nội có vẻ buồn buồn. Nội nói: "Tội nghiệp con nhỏ, cái thân ốm yếu như vậy mà phải gánh biết bao nhiêu cực khổ." Mẹ thì không nói gì hết, người chỉ ngồi yên lặng trước hôm cử hành hôn lễ của chị Thi Tịnh. Một ngày Tiểu Sông có ghé qua, lúc đó đã chiều tối. Chị Thi Tịnh và anh Lý Kim bận sắm sửa không có nhà, cha thì đi dự tiệc, những người còn lại có mặt đầy đủ. Sự xuất hiện của Tiểu Sông làm tôi thích thú. Nó bước tới ôm lấy cô ta mà ngắm nghía. "Thế này không được nghe Tiểu Sông, mập lên một chút, chứ người ta lấy chồng thì mập ra, mà con lại càng lúc càng gầy đi." Hôm đó, Tiểu Sông vẫn mặc chiếc áo trước kia nàng hay mặc. Đó là bộ âu phục màu đen, nàng không trang điểm, mái tóc xõa dài, nước da xanh xao như ngày đầu tiên đến với chúng tôi. Tiểu Sông cười chào hết mọi người trong nhà. Khi đứng trước mặt anh Thiên Nghiêu, nàng nói một câu rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy: "Cảm ơn món quà anh đã tặng cho tôi." "Món quà gì thế?" tôi thắc mắc. Còn nhớ cách đây không bao lâu, Tiểu Sông đã thẳng thắn từ chối tặng phẩm của anh Thiên Nghiêu. "Thế là thế nào?" tôi liếc nhanh về phía anh Thiên Nghiêu. Anh có vẻ bối rối một chút. "Xài được không?" "Dạ tốt lắm, em thu được 10 học sinh." Tôi tò mò nhìn Tiểu Sông rồi nhìn anh Thiên Nghiêu. "Anh tặng cho Tiểu Sông cái gì đó?" Tôi tò mò nhìn Tiểu Sông rồi nhìn anh Nghiêu. "Anh tặng cho Tiểu Sông cái gì đó?" Tiểu Sông đáp thay: "Một chiếc đàn dương cầm. Chủ nhật tuần trước khi vừa thức dậy, tôi thấy người ta khiêng chiếc đàn ấy vào nhà. Tôi rất ngỡ ngàng không biết đó là mộng hay thực. Mãi đến khi nghe anh Hữu Văn hỏi tôi ở đâu có, tôi nhìn lên tấm danh thiếp trên đàn mới biết là phần thưởng rút thăm trong công ty anh Thiên Nghiêu." Nhìn sang anh Thiên Nghiêu, Tiểu Sông hỏi: "Giải thưởng lớn như vậy, không có rút thăm mà ở đâu anh có?" Anh Thiên Nghiêu có vẻ bối rối, anh nói: "À, cái đó là thông lệ của công ty chúng tôi. Nếu hàng không rút thăm thì được phát cho nhân viên cao cấp để thay cho tiền thưởng. Mà nhà tôi đã có một chiếc đàn rồi, lấy thêm nữa lại thừa." Tiểu Sông gật đầu nhìn mẹ và nội rồi nói: "Con mang ơn ở nhà này nhiều quá." Thực ra thì mặc dù chiếc đàn là của công ty cho riêng anh Thiên Nghiêu, không phải tốn tiền mua, nhưng con chẳng có công mà được hưởng thì điều đó cũng không đúng. Có điều... Tiểu Sông thở dài nói: "Con đang cần một chiếc đàn. Sau khi trường nhạc đóng cửa, con không có việc gì làm cũng buồn. Có đàn con rất vui. Con cũng có thêm thu nhập nhờ một số học sinh. Con mang ơn anh Thiên Nghiêu vô cùng." Lời của Tiểu Sông làm cho anh Thiên Nghiêu vui hẳn lên. Anh ngồi cười và nói: "Tiểu Sông đừng khách sáo như vậy. Tôi biết trước kia tôi đã sai lầm nhiều thứ. Tiểu Sông có bỏ qua điều đó cho tôi không?" Tiểu Sông nói với đôi má hồng: "Anh nhắc những điều ấy làm gì? Anh em ruột thịt đôi khi còn ngộ nhận. Em cũng nhờ vả anh quá nhiều. Làm sao em dám buồn dám giận? Ngược lại thì có." Tôi nhìn hai người chợt thấy tội cho ông anh của tôi. Ông ấy vẫn không quên, chỉ có Tiểu Sông là người hưởng lợi nhiều nhất. Mẹ nãy giờ ngồi yên mãi cho đến khi anh Thiên Nghiêu biện bạch về xuất xứ của chiếc đàn dương cầm, mẹ mới lắc đầu thở dài. Anh Thiên Nghiêu thì dường như không nghe thấy, anh đang phấn chấn: "Còn một món quà nữa tôi muốn tặng cho cô." Anh nói và lập tức Tiểu Sông chau mày: "Tôi không thể nhận thêm bất cứ cái gì của anh nữa." Anh Thiên Nghiêu nói và lập tức xông vào phòng. Tiểu Sông có vẻ bối rối nhìn tôi. Mọi người chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra thì anh Nghiêu đã quay trở ra với miếng bì cứng trên tay. Đó là một đĩa hát. Tôi nhìn lên bao đĩa và chợt nhiên hiểu ra đó là đĩa hát có tên gọi
bên dòng nước. Tiểu Song xúc động nói: "Cho em mượn một chút nhé, nhà không máy, mang về sẽ không nghe được." Anh Thiên Nghiêu mở máy, Tiểu Song yên lặng lắng nghe. Hai người ngồi cạnh đó, trong phòng không một tiếng động, chỉ có lời của bản nhạc. Bản nhạc vừa dứt, anh Thiên Nghiêu cho hát lại lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Sau đó Tiểu Song trịnh trọng lấy đĩa hát ra, phủ nhẹ trên mặt đĩa, dù chẳng có một hạt bụi nào bám trên ấy. Anh Thiên Nghiêu có vẻ nặng tình: "Tiểu Song, có nhớ lời hứa của em hôm trước không?" "Hứa gì?" "Em đã hứa là sẽ phổ lời vào nhạc của cha em, để anh đem lên đài trình diễn. Bản bên dòng nước bây giờ nổi tiếng em biết không?" "Thế à? Em thì suốt ngày trong nhà nên chẳng biết gì hết." Thiên Nghiêu say sưa nói: "Rồi ngày nào đó, đầu đường xó chợ, đầu đầu Tiểu Song cũng nghe bài hát đó. Do tình trạng hiện nay, đi chấn chỉnh phong hóa nhà nước đã cấm hết mấy bản nhạc có lời ca thô tục, kém văn hóa, nên nhạc hay, nhạc tốt rất hiếm. Đây là cơ hội, Tiểu Song nên bắt tay vào việc, vừa có thêm thu nhập làm, lại có thể làm vui lòng cha của Tiểu Song nơi chính suối." Tiểu Song chăm chú nghe, nàng gật gù tán đồng: "Vâng, bây giờ em đã có đàn, em sẽ có soạn nhạc, có thời gian là em sẽ bắt tay vào việc ngay." Thiên Nghiêu nói: "Em nên nhớ là lúc nào tôi cũng theo dõi, em phải bắt tay ngay vào việc." Tiểu Song cười. Tôi nắm lấy chéo áo của Vũ Nông kéo mạnh. Anh Vũ Nông như chợt tỉnh hỏi: "Chị Tiểu Song, lúc này anh Hữu Văn thế nào mà chẳng thấy cùng đi với chị vậy?" Câu hỏi của anh Vũ Nông đột ngột làm anh Nghiêu mất vui. Sự say sưa thảo luận biến mất, anh lặng lẽ rút lui về phía sau ghế salon ngồi xuống. Tiểu Song thì lúng túng: "Anh ấy rất bận, lúc nào anh ấy cũng rất bận." Tôi chen vào: "Quyển kể điên loạn với thiên tài của anh ấy viết tới đâu rồi?" Tiểu Song nhìn tôi cười: "Đến giờ này em cũng không rõ anh ấy là thiên tài hay chỉ là kẻ điên loạn." Nội không hiểu gì cả, liền nói: "Tiểu Song này, nhà này thì chỉ mua mỗi ngày có một tờ Liên Hiệp, không biết Hữu Văn nó đăng tiểu thuyết ở báo nào mà nội chẳng thấy cái tên của nó ở đâu." Vũ Nông phải nói: "Tại nó không hiểu, chứ viết tiểu thuyết mấy ông nhà văn thường sử dụng bút danh, chứ đâu để tên thật." "Vậy bút danh của Hữu Văn là gì? Nó có viết báo Liên Hiệp không?" Nội hỏi khiến Tiểu Song đỏ mặt. "Dạ nội ơi, hiện nay anh ấy bận viết một truyện dài, mà truyện dài không phải là một sớm một chiều, có khi phải viết từ 8 đến 10 năm. Trong khi viết, anh ấy cũng không dám bằng chuyện gì khác. Vì như vậy nguồn cảm hứng sẽ bị phân tán, không tập trung. Chính vì thế mà nội sẽ không thấy bất cứ bài nào của anh ấy trên báo." Nội thở ra: "Rồi nhà báo họ có phát lương cho nó không?" Tôi vội đỡ lời cho Tiểu Song: "Nội không hiểu gì cả, nhà văn ai lại lãnh lương? Người ta chỉ lãnh tiền nhuận bút thôi, mà tiền nhuận bút thì có bài đăng ra mới có tiền." Nội vẫn thắc mắc: "Vậy thì ngồi đó 8 năm 10 năm mới viết xong một cuốn truyện, rồi lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống?" "Bởi vậy làm nhà văn đâu phải dễ, phải chịu khó nhẫn nại và can đảm." Tôi nói nhưng nội vẫn chưa hiểu. "Như vậy làm nhà văn làm gì? Bao nhiêu công việc khác không làm, bắt đầu vô cái nghề khổ như vậy làm chi?" Mẹ tôi nói với nội: "Mỗi người họ có cái chí riêng của họ cả. Mẹ à, mẹ không nghe ngày xưa người ta hay nói: thập niên sông Hạ vô nhân tri, nhất cử thành danh thiên hạ hiểu. Hữu Văn hiện đang ở giai đoạn thập niên sông Hạ, rồi sẽ có ngày cậu ấy sẽ nổi danh." Nội tôi như giác ngộ ra: "À, thì ra cậu ấy định làm quán chứ gì?" Tiểu Song cười, chúng tôi cũng không nhịn được cười. Nội lẩm bẩm nhìn chúng tôi qua đôi kính lão: "Tưởng tao không biết ư? Nó muốn được làm quan no bị ở mà." "Quan no bị ở?" Tiểu Song không hiểu, tôi chợt nớ ra cười lớn: "Vậy nó beo đấy." Thế là tiếng cười rộ tiếp theo. Tôi nhìn Tiểu Song và thấy ra trong cái cười kia có một chút gì ngượng ngập. Hay là Tiểu Song hiểu lầm, chúng tôi đang cười ngạo Hữu Văn. Tối hôm ấy, sau khi Tiểu Song về rồi, tôi vào phòng anh Thiên Nghiêu: "Chiếc đàn dân cầm đó sao vậy anh? Anh nói thật em nghe đi." Anh Thiên Nghiêu nhìn tôi chậm rãi: "Thì cô không giúp được, tôi một mình hành động thôi."
Tôi nói: à, thì ra đó là chiếc dương cầm Yamaha. Đương nhiên không phải là giải rút thăm của đài truyền hình rồi. Nhưng anh lấy đâu ra tiền mà mua? Anh Thiên Nghiêu yên lặng. Tôi nổi nóng: một chiếc đàn dương cầm không phải là rẻ đâu nha. Hay là anh thăm lạm con quỷ đó? Anh Thiên Nghiêu chau mày: không bao giờ có chuyện đó. Chẳng qua mấy năm rồi tiền thưởng của công ty hơi khá. Tôi cắt ngang: hèn gì nghe mẹ than, năm nay khó khăn, ngay tiền thưởng cuối năm của anh cũng không có. Anh Thiên Nghiêu chuyển hồi yên lặng. Anh lấy viết ra ngột ngoạc trên giấy. Tôi nhìn qua, không phải là những con số mà chỉ là câu: sóng nước mây mù cỏ non xanh, có người con gái đứng bên dòng, đứng bên dòng, bên kia dòng. Rõ ràng người đẹp của anh Thiên Nghiêu nhà tôi đang đứng ở bên kia dòng nước, một khoảng cách thật xa lắc xa lơ. Đầu tháng 5, đám cưới của chị Thi Tình với anh Lý Khiêm, ngôi nhà mới của họ là rộng khoảng 30 mét, gồm có 5 căn phòng cả thảy, trang trí đẹp lắm, ở đường Nhân Ái. Hôm đám cưới, Tiểu Song với Hữu Văn cũng có đến dự. Hữu Văn vẫn đẹp trai vẫn láng, còn Tiểu Song thì ốm và xấu đi thấy rõ. Trong bữa tiệc, một nhà đạo diễn bạn của anh tôi còn hỏi: ê, cậu đằng kia là ai vậy? Hỏi thử xem anh ta có chịu đóng phim không. Anh Thiên Nghiêu trợn mắt: đừng nói năng lộn xộn chạm tự ái bây giờ, người ta là nhà văn đó. Anh đạo diễn vẫn không hiểu: nhà văn thì nhà văn, viết văn là làm nghệ thuật, còn làm điện ảnh là tổng hợp nghệ thuật. Người làm nghệ thuật đóng phim cũng đâu có gì xấu hổ. Cũng chính vì chuyện đó mà sau lễ cưới của chị Thi Tình, chúng tôi thường đem đó ra làm trò đùa. Anh Phủ Nông vỗ vai anh Hữu Văn nói: nào Hữu Văn, đổi nghề đóng phim đi, cậu không thấy cậu viết văn cả năm nay không có đồng xu nào không? Hữu Văn à, đổi nghề đóng phim đi, cậu không thấy cậu viết văn cả năm nay đều không có tiền, nhà cửa trống vắng, gió thổi vi vu. Còn cậu xem này, các tài tử như Tần Tường Lâm, Đặng Quang Vinh chỉ đóng một cuốn phim là có mấy trăm ngàn. Thời đại đã thay đổi rồi cậu ạ. Chuyện viết lách bây giờ không có thời gian. Hữu Văn đẩy Phủ Nông qua một bên: dừng đùa, muốn tôi đóng phim sao? Cũng được thôi, với điều kiện là phim đó phải phóng tác từ tiểu thuyết của tôi. Tiểu thuyết của cậu? Vâng, tôi đang viết dở mà. Và Hữu Văn đang bám chặt việc viết lách, mặt phê phán mặt mọi người không đem chuyện đó ra đùa. Tôi cũng phải phục lăng. Mùa hè đến, tôi tốt nghiệp đại học và lập tức có chân kế toán trong ngân hàng. Tôi rất bận, không phải bây giờ mà trước khi ra trường, nạp luận văn tốt nghiệp, thực tập rồi thi cử. Bây giờ thì đi làm nên rất ít ghé qua Tiểu Sông. Trong từng tháng có một bữa rảnh rỗi, tôi tạt ngang, lúc đó trời đã tối. Vừa tới cửa, có tiếng đàn không liên tục từ trong vọng ra. Vậy là Tiểu Sông đang dạy đàn. Tôi bấm chuông, Tiểu Sông ra mở cửa với một nụ cười: ô, chị Thi Bình, vậy mà em cứ ngỡ là chị quên em luôn rồi chứ. Cô quên thì có, cô không biết là tôi bận giường nào ư? Vậy mà cũng không ghé qua tôi, rồi cứ nhắc mấy người luôn đó. Tiểu Sông có vẻ bối rối: em nào có quên đâu, chỉ tại, chỉ tại... Tôi cười: nói chơi vậy thôi, chứ lúc gần đây ai chẳng công việc lu bu, làm sao rảnh rỗi được. Chúng tôi đi vào phòng khách, Lưu Hữu Văn đang ngồi viết, quay lại chào tôi, định bước tới nói mấy câu, nhưng Tiểu Sông đã kéo tôi về phòng ngủ. Bây giờ tôi mới thấy là chiếc đàn dương cầm đặt trong phòng ngủ, chứ không phải ở phòng khách. Có một cô bé khoảng 8 tuổi mập mạp đang ngồi đàn. Tiểu Sông khép cửa lại rồi nói với tôi: mấy ngày nay anh ấy lại viết không thuần tay nên hơi nóng nảy, em phải đặt đàn trong phòng ngủ để khỏi làm ồn anh ấy. Chị Thi Bình, chị ngồi chơi một chút, để em dạy con bé này xong mình sẽ nói chuyện sau nhé. Cứ lo chuyện của Tiểu Sông đi, tôi nói và tự ý ngồi tựa vào thành giường, với tay lấy quyển tạp chí ở đầu giường xuống xem. Vẫn là quyển báo cũ có chuyện ngắn Dưới Ngưỡng Cửa Đời của Hữu Văn. Tôi lật qua lật lại cũng không có gì để đọc. Tiếng đàn vang lên, Tiểu Sông vừa đàn vừa cố gắng giải thích cho cô bé. Sao, con hiểu chưa? Cô bé lắc đầu. Tiểu Sông đàn lại: con hiểu rồi chứ. Cô bé cứ lắc đầu. Tiểu Sông cầm tay cô bé đặt lên phím đàn, những ngón tay giống như những khúc gỗ. Tôi chăm chú theo dõi đến bực mình. Nếu là học trò của tôi, bây giờ chắc tôi đã đẩy nó ra khỏi phòng. Đàn khẩy tay trâu đã là một đau khổ, mà dạy trâu khẩy đàn
lái còn bi đát hơn. Tôi đang định nói điều đó cho Tiểu Sông nghe thì có một tiếng ho trong phòng khách, rồi tiếng kéo ghế vọng vào. Tiểu Sông chợt ngưng đàn, chưa biết xảy ra chuyện gì thì cửa mở, Hồ Văn với khuôn mặt hầm hầm xuất hiện. Tiểu Sông, tôi đã nói với cô mấy lần rồi. Tiểu Sông vội đứng dậy nói, anh Văn, em dậy xong rồi, tối nay không dậy nữa đâu, bữa nay có chị Thi Bình đến. Tôi biết chuyện đó. Hồ Văn cắt ngang, liếc nhanh về phía tôi rồi quấy sang Tiểu Sông. Tôi đã bảo em hàng trăm lần rồi, sao em không nghe? Muốn dạy đàn thì đi đâu đó mà dạy, cứ tối ngày ồn ào như vậy làm sao tôi giết. Và quay sang cô bé học đàn, Văn hét, đi đi đi, cái con nhỏ ngu này, đần thế mà cũng bày ra học đàn, ra khỏi đây ngay. Tiểu Sông sợ hãi kéo cô bé vào lòng, anh đừng nói thế mẹ nó nghe, em bé này không đần đâu, từ từ dạy nó sẽ biết, có ai không học mà biết đàn ngay đâu. Hữu Văn vẫn hét, đi, tôi bảo phải cho nó cút đi. Cô bé sợ hãi khóc thét lên, Tiểu Sông phải vỗ về. Lily đừng khóc con, chú đang giận đang nóng, con đừng buồn chú ấy nha. Cô bé tên Lily càng khóc lớn, không không, cho con về với mẹ đi, mẹ ơi mẹ. Lữ Hữu Văn kéo cô bé đẩy ra cửa, đi đi, về với mẹ mày đi, bắt đầu từ ngày mai cấm đến đây. Cô bé khóc bù lu bù loa chạy tuốt về nhà, còn lại Tiểu Sông ngồi lặng bên đàn. Thế này là anh hài lòng rồi nhé, anh đã đuổi đứa học trò cuối cùng của em. Lữ Hữu Văn nổi nóng, hài lòng hài lòng, em phải biết từ khi mang chiếc đàn quỷ yêu này về đây tôi không viết được một chữ nào hết, hiểu không? Tiểu Sông nhìn lên chậm rãi, đâu phải chỉ khi mang đàn về, trước khi mang về anh cũng có viết được chữ nào đâu. Hữu Văn trừng mắt nhìn Tiểu Sông, những tia lửa đỏ trong lòng mắt. Em nói thế là thế nào? Có phải em muốn nói là tôi chẳng viết được gì hết? Em khi dễ tôi phải không? Đừng giấu gì hết, muốn gì cứ nói ra đi. Tiểu Sông chẳng dám nhìn thẳng mắt Văn, nàng đưa mắt nhìn lên nắp đàn. Từ lâu em kính trọng anh, sùng bái anh, yêu anh, chính vì vậy mà em mới lấy anh. Em biết anh có lý tưởng, có chí lớn, có nhiều ước mơ. Nhưng ước mơ với thực tế là hai vấn đề, để giải quyết cuộc sống không có gì khác hơn em phải dạy đàn. Hữu Văn hét, em nông cạn lắm, lúc nào cũng nghe em nói tới gạo củi nước mắm, tại sao không biết nhìn xa hơn? Anh không muốn em so sánh em với những hạng người tầm thường. Tiểu Sông trầm giọng, em lúc nào lại không sống bằng hy vọng sáng lạng của mai sau? Nhưng nhiều lúc em phải lo lắng khi cái tương lai sáng lạng chưa kịp đến thì chúng ta đã chết đói rồi. Hữu Văn nghiến răng, Tiểu Sông, thật tôi không ngờ cô thực dụng như vậy, nhỏ nhoi ích kỷ nông cạn. Cô chỉ là con đàn bà sống bằng cái hào nhoáng bên ngoài. Tiểu Sông nói, anh nói mà không nghĩ, anh cho rằng mình hơn người, anh không muốn so sánh với những người tầm thường, nhưng anh phải ăn, phải uống, phải mặc như bao người. Anh và em đều chẳng phải là thánh thần tiên Phật, rồi còn con của chúng ta nữa. Tiểu Sông bắt đầu rớt nước mắt. Tôi ngẩn ra, bây giờ tôi mới chú ý đến chiếc áo rộng phùng phình của Tiểu Sông, thì ra cô nàng đã sắp sửa làm mẹ. Tôi lại quay sang nhìn Văn, quả nhiên câu nói của Tiểu Sông đã khiến anh thay đổi. Anh không còn hùng hổ như lúc đầu nữa. Một chút suy nghĩ, rồi anh bước tới nắm lấy tay của Tiểu Sông. Anh xin lỗi em, anh nóng quá. Anh mới ích kỷ hẹp hòi, anh có trăm thứ tội vì để em khổ. Tiểu Sông ngã vào lòng Hữu Văn, không, không có gì đâu, tại em. Đúng ra em không nên nói như vậy, em đã làm anh buồn. Hữu Văn rưng rưng nước mắt, em không có lỗi gì hết, tất cả tại anh. Từ ngày lấy anh đến nay không có ngày nào em vui, anh phải đi tìm việc làm. Em nói đúng, mặc dù ta có kỳ vọng ở một tương lai sáng lạng thì cũng không quên thực tế của cuộc sống. Anh không thể để em đói, em khổ vì anh, đó là chưa nói đến đứa con trong bụng em. Hữu Văn này không nuôi được vợ con thì có còn là đàn ông nữa không? Tiểu Sông, em nên yên tâm đi, đừng buồn nữa. Anh không phải là hạng người biết nổ mà không biết làm. Anh thề với em, bắt đầu từ hôm nay. Nói xong, Hữu Văn lấy bút ra, viết lên phần trắng của tờ tạp chí để trên đầu giường mấy hàng chữ, rồi chỉ vào đó, nói với tôi và Tiểu Sông. Ở đây, có chị Thi Bình làm chứng. Đây là lời thề của tôi, và bây giờ, tôi đi. Hữu Văn nói xong, bỏ ra ngoài. Tiểu Sông gọi theo, anh Văn, anh Văn, anh đi đâu đó? Văn không quay lại và nói, đến gặp thầy học cũ của anh ở đại học, nhờ ông ấy tìm việc làm. Còn lại tôi và Tiểu Sông, cô
Cô ấy đã lau khô nước mắt, nàng nhìn với nụ cười gượng gạo nói: "May quá, lâu lâu chị ghé thăm, để chị thấy cảnh không hay." Tôi choàng tay qua ôm Tiểu Song và nói: "Phải nói là một cảnh rất cảm động. Thôi đừng buồn, thế gian này có cặp vợ chồng nào mà không một lần cãi nhau. Anh ấy còn gửi lời thề của cô nè, chịu chưa, người sắp làm mẹ." Tiểu Song đỏ mặt, tôi lại nói: "Sao một chuyện quan trọng như vậy mà không có cho nhà tôi biết? Bao giờ cô sinh?" "Còn sớm mà, chắc có lẽ là cuối tháng 2 sang năm." Tôi cười: "Thế này là nội sẽ bận cho bằng thích." Rồi chợt nhớ đến lời thề ban nãy của Hữu Văn, tôi tò mò lấy quyển tạp chí lên. Bút tích của Hữu Văn như rồng bay phượng múa: "Tôi xin tự giả cái linh hồn quá khứ của tôi. Tôi ném nó lại đằng sau như ném một vỏ ốc. Cuộc đời chẳng qua chỉ là một chuỗi chết đi và sống lại. Lời Hữu Văn này, thôi thì ta hãy chết đi rồi sống lại sau." Tôi đọc đi đọc lại mấy lần, bất giác tôi thở dài: "Tiểu Song à, đọc mấy hàng chữ này, tôi thấy nếu sau này mà Hữu Văn không trở thành nhà văn hào thì thật vô lý. Tiểu Song nè, mới phóng bút có mấy hàng mà văn chương lại xúc tích như vậy. Văn đã sử dụng ngôn ngữ quá tuyệt diệu." Tiểu Song cầm quyển tạp chí tôi đưa, liếc nhanh rồi trả lại cho tôi, nói: "Văn chương thì hay thật, nhưng ông ấy đã viết thế này cho em không biết mấy trăm lần. Em đã thuộc lầu, mỗi lần Văn cảm thấy cần tìm việc là lại viết." Tiểu Song ngưng lại một chút rồi nói tiếp: "Câu văn này đâu phải của Văn đâu. Nó là câu cuối trong quyển Sim Christopher của Roman Roland. Anh ấy chỉ thay chữ viết bằng chữ của anh ấy mà thôi." Tôi ngẩn ra ngơ ngác. Chợt nhiên tôi cảm thấy nỗi xót xa cay đắng trong câu nói của Tiểu Song. Tôi hiểu nàng đã cố chịu đựng, che giấu lâu rồi. Nàng đã giật giả trong nỗi phiền muộn, giấu kín tất cả. Tất cả. Tôi nhìn thấy nàng cười. Ôi mọi thứ trong ngôi nhà này, tất cả chỉ là một sự lừa dối trắng trợn, không có lấy một sự thật, kể cả nụ cười của Tiểu Song.